chào quý khán giả đang theo dõi bản tin địa phương huyện Châu Thành của Đài Phát Thanh và Truyền hình Tây Ninh. Trong bản tin ngày hôm nay, mời quý khán giả điểm qua những tin chính sau. Châu Thành bế dạng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị Châu Thành thực hiện tốt công tác chăm lo gia đình chính sách Chiều ngày 11 tháng 5, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Châu Thành phối hợp với Ban Tuyên giáo huyện ủy tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở cơ sở năm 2023. Trong thời gian 5 ngày, 79 học viên là chủ tịch, phó chủ tịch Mặt trận Tổ quốc các xã thị trấn, trưởng ban công tác Mặt trận ấp khu phố trong toàn huyện được tiếp thu các chuyên đề gồm một số vấn đề lý luận thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta, hệ thống chính trị ở Việt Nam những vấn đề cơ bản về tổ chức và hoạt động của mặt trận tổ quốc Việt Nam, nhiệm vụ của mặt trận tổ quốc Việt Nam trong giai đoạn hiện nay, mặt trận tổ quốc Việt Nam và các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước. Kết thúc lớp học có 34 trên 79 học viên đạt loại giỏi, 37 trên 79 học viên đạt loại khá. Theo số liệu của Phòng Lao động Thương binh Xã hội huyện Châu Thành, hiện toàn huyện có 6.559 đối tượng chính sách, trong đó hưởng trợ cấp hàng tháng có 1.398 người, gồm mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang, thương binh, bệnh binh, bệnh binh mất sức lao động. Có 5.161 người hưởng trợ cấp một lần, theo quyết định 290, quyết định 62, quyết định 142, quyết định 53 và quyết định 49 của chính phủ. Với trách nhiệm, tính đến nay, địa phương đã xây dựng mới và sửa chữa 1.509 căn nhà tình nghĩa cho các đối tượng chính sách. Toàn huyện có 347 bà mẹ Việt Nam anh hùng, Hiện bốn mẹ Việt Nam anh hùng còn sống đều được cơ quan, ban ngành, đoàn thể nhận phụng dưỡng suốt đời. 100% gia đình chính sách, người có công trên địa bàn huyện có mức sống từ trung bình trở lên. Chiều ngày 10 tháng 5 năm 2023, tại huyện Châu Thành, khối thi đua các phòng kinh tế và hạ tầng tổ chức hội nghị giao ước thi đua năm 2023. Tại hội nghị, các đại biểu được nghe đại diện phòng kinh tế và hạ tầng huyện Châu Thành, khối trưởng của khối thi đua năm 2023, Thông qua kế hoạch công tác thi đua khen thưởng, quy chế tổ chức các hoạt động và thông qua bản điểm thi đua, bên cạnh đó đại diện các sở ngành có liên quan và lãnh đạo phòng kinh tế và hạ tầng các huyện đã đóng góp thảo luận một số ý kiến xoay quanh công tác thi đua khen thưởng năm 2023 của khối thi đua. Theo đó, khối thi đua xác định cần tăng cường các giải pháp về đổi mới nội dung, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền các phong trào thi đua và các gương điển hình tiên tiến để tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực trong cộng đồng. Dịp này, các đơn vị trong khối đã ký kết giữa thi đua năm 2023. Thú vị, sau 2 tuần tranh tài thi đấu sôi nổi, chiều ngày 11 tháng 5 năm 2023, tại Sơn Động, huyện Châu Thành đã diễn ra trận chung kết giải du lịch bóng đá huyện Châu Thành năm 2023 giữa hai đội bóng xã Thái Bình và xã Ninh Điền. Trải qua 90 phút thi đấu đầy hấp dẫn lôi cuốn, với tinh thần nhiệt huyết, cao thượng, trung thực, các cầu thủ hai đội đã có nhiều pha bóng hấp dẫn. Kết thúc trận đấu, đội bóng xã Ninh Điền đã giành chiến thắng chung cuộc trước đội bóng xã Thái Bình với tỷ số 3-0 và giành chiếc cúp vô địch giải bóng đá huyện Châu Thành năm 2023. Đội bóng xã Thái Bình đạt giải nhì. Ngoài ra, ban tổ chức cũng đã trao giải đồng hạng 3 cho hai đội bóng xã Thanh Điền và thị trấn Châu Thành. Thú vị sông dầm cỏ đông đoạn qua đoạn sông từ cầu Bến Sỏi giáp ranh xã Thành Long với xã Trí Bình huyện Châu Thành. Trong những ngày qua, lục binh lại dày đặc, ảnh hưởng đến phương tiện tàu thuyền lưu thông trên đường thủy. Khu vực sông Dầm Cỏ Đông đoạn từ cầu Bến Sỏi đến Bến Tầm Long, xã Trí Bình bắt đầu xuất hiện nhiều lục bình dài đặc khiến các loại ghe tàu gặp khó khăn khi di chuyển trên sông. Sông Dầm Cỏ Đông thường có trên 20 điểm nóng về ủng ứ lục bình, Tuy từng thời điểm, có khi cả khu vực dài bị ủng ứ lục bình cục bộ, mật độ dày đặc, tàu thuyền khó khăn khi lưu thông, nhất là đoạn sông qua các địa phương trên địa bàn huyện Châu Thành mong rằng các cơ quan chức năng và đơn vị hợp đồng sớm xử lý vấn nạn này để nhân dân thuận tiện trong việc vận chuyển nông sản. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin huyện Châu Thành ngày hôm nay. Chương trình được phát sóng vào lúc 16 giờ 45 phút giờ thứ hai, thứ tư và thứ sáu hàng tuần trên các hạ tầng của TTV11. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý khán giả trong các bản tin tiếp theo.